30 năm trước, bộ phim Jurassic Park của Steven Spielberg đã ra mắt màn ảnh rộng. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Michael Crichton đã là một trong những hiện tượng văn hóa lớn xuyên suốt cả trong giới điện ảnh và giới khoa học. Jurassic Park và Jurassic World đã làm rất tốt việc đưa một số loài động vật tiền sử nổi tiếng nhất lên màn ảnh rộng dưới hình thức giống thật nhất có thể. Tuy nó có hơi phóng đại tí nhưng thôi, không sao. Điều này đã góp phần tạo nên sự phổ biến của các loài sinh vật này với công chúng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về tất cả các loài tiền sử đã xuất hiện trên loạt phim này, bao gồm cả khủng long, thương long hay diệt long. Và lưu ý, video này chúng mình cướp nhặt từ nhiều nguồn. Nếu phát hiện những sai sót, các bạn hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Trước tiên, chúng ta sẽ nói về những loài khủng long có thật. Trong loạt phim Jurassic Park và Jurassic World thì có hai giống khủng long xuất hiện, đó là những loài khủng long có thật ngoài đời và các loài khủng long hư cấu thêm để tạo mạch kịch tính cho phim. Trước tiên chúng ta sẽ đến với 31 loài khủng long có thật trước nhé. Số 1. Allosaurus. Mọi người đều biết rằng nhiều loài khủng long trong phim Công viên kỷ Jura không thực sự sống ở kỷ Jura. Tuy nhiên, một số trong số chúng như Allosaurus là loài khủng long có thật trong thời kỳ này. Trên thực tế, Allosaurus là một trong những loài khủng long chân thú phổ biến nhất trong kỷ Jura và là loài săn mồi đỉnh cao vào thời điểm đó. Trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom năm 2015, Allosaurus xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh. Là một trong những loài khủng long bị bỏ rơi trên Isla Nubla vào năm 2015, một số cá thể Allosaurus đã được chụp lại trong một cảnh chạy trốn khỏi một ngọn núi lửa đang phun trào trên đảo. Một số con Allosaurus còn sống sót từ hiện trường này đã bị bắt và bán đấu giá tại trang viên Lockwood. 4 cá thể đã được thả vào vùng hoang dã ở California và một trong số chúng xuất hiện lại trong phần phim năm 2022. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài khủng long này, các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 2. Ankylosaurus. Ankylosaurus là một loài khủng long Bắc Mỹ được bọc một lớp giáp dày đặc với chiếc đuôi hình chùy. Con khủng long này là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim kể từ lần đầu tiên nó xuất hiện trong công viên kỷ Jura phần 3. Một đàn Ankylosaurus xuất hiện trong một nơi mà chúng bị giẫm đạp và đã bị giết bởi một con Indominus Rex. Sau một nỗ lực thất bại trong việc xua đuổi kẻ săn mồi này bằng chiếc đuôi hình chùy của nó, một số loài Ankylosaurus cũng có mặt trong bối cảnh núi lửa nổi tiếng trong Jurassic World Fallen Kingdom. Và sau đó là một trong những loài khủng long đã trốn thoát khỏi Lockwood sau cuộc đấu giá thất bại. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài này, bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị trên góc phải màn hình nhé. Số 3. Abatosaurus. Abatosaurus là một trong những loài khủng long lớn nhất ở Bắc Mỹ và cuối kỷ Jura. Loài sauropod cổ dài này xuất hiện trong 3 bộ phim Jurassic World kể từ năm 2015. Trong bộ phim đầu tiên, một đàn Abatosaurus được nhìn thấy cùng với một động vật ăn cỏ khác ở thung lũng Gyrospear. Sau đó, những con khủng long này bị Indominus Rex tấn công và có tới 5 con trong số chúng bị thương trong cơn thịnh nộ sau đó. Cũng trong Jurassic World Fallen Kingdom, một đàn Abatosaurus một lần nữa xuất hiện trong cảnh giẫm đạp. Lần này, cả đàn đang chạy trốn khỏi ngọn núi lửa đang phun trào trên Isla Nubla. Một số loài khủng long này đã bị bắt và nằm trong số những con khủng long trốn thoát trong tự nhiên ở cuối phim. Số 4. Archosauriraptor. Archosauriraptor là một loài được bổ sung gần đây vào danh mục khủng long trong các bộ phim Công viên kỷ Jura. Từng xuất hiện trong Jurassic World Dominion năm 2022, loài khủng long Dromaeosaurus này sống trong kỷ phấn trắng. Ở ngoài đời thực, Archosauriraptor là một loài khủng long có lông vũ với kích thước gần bằng Velociraptor. Nó dài khoảng 2m và nặng khoảng 15kg, giống như những loài khủng long khác của loạt phim. Phiên bản trên màn ảnh của loài khủng long ăn thịt này đã được phóng đại lên rất nhiều, với khối lượng có thể lên tới 2 tấn. Trong phim, loài Archosauriraptor được lai tạo từ DNA của Velociraptor và được mô tả là loài động vật có tập tính xã hội, bầy đàn. Chúng xuất hiện trong bộ phim với 4 cá thể có tên là Ghost, Tiger, Red và Panther. Số 5. Baryonyx. Baryonyx đã xuất hiện trong 2 bộ phim Jurassic World gần đây nhất, mặc dù nó đã được đề cập đến trong các phần phim trước. Trong lần xuất hiện thực tế đầu tiên trên màn ảnh của loài khủng long này, nó đã xuất hiện trong phân cảnh núi lửa phong trào trên Isla Nubla.
Vì là một loài khủng long Spinosaurus nên Baryonyx ngoài đời thực có thể săn cá và các loài con mồi thủy sinh khác. Nhưng trong Jurassic World, con khủng long này đã tấn công hai con người và họ chỉ được cứu nhờ ngọn núi lửa phun trào. Ba loài Baryonyx đã được bán đấu giá tại cuộc đấu giá tại Clockwood và chúng là một trong những loài khủng long đã trốn thoát vào tự nhiên. Baryonyx cũng xuất hiện trong phần phim tiếp theo và là một cá thể có cánh tay giả bị giữ trong một võ đài chiến đấu bất hợp pháp, nơi nó đối đầu với một con Allosaurus. Baryonyx này nằm trong số những con khủng long đã tấn công kẻ săn trộm Grand Delacour trong Jurassic World Dominion. Số 6. Brachiosaurus. Brachiosaurus là một trong những loài khủng long dễ nhận biết nhất ngoài đời thực và cả dòng phim Công viên kỷ Jura. Nó là một trong những loài khủng long xuất hiện trong đoạn mở đầu của phần phim đầu tiên trong một chuyến tham quan công viên. Loài sauropod lớn này cũng là loài khủng long đầu tiên thoát khỏi vòng vây khi hệ thống an ninh của công viên bị vô hiệu hóa. Kể từ đó, nó đã xuất hiện trong các phần phim khác của loạt phim. Điều này bao gồm những lần nhìn thấy ngắn gọn trong Công viên kỷ Jura phần 3, và nó là những con khủng long bị giẫm đạp khi núi lửa Sibo phun trào trong Jurassic World Fallen Kingdom. Số 7. Carnotaurus. Mặc dù là một con khủng long lớn ngoài đời thực, nhưng kích thước của Carnotaurus trong Công viên kỷ Jura đã được phóng đại đáng kể để làm tăng thêm vẻ ngoài đáng sợ của nó. Phiên bản trong Jurassic World Fallen Kingdom có chiều dài 10,4m thay vì chiều dài thực tế là 8m. Loài khủng long này đã được nhắc đến một vài lần trong các bộ phim đầu tiên, nhưng không xuất hiện đầy đủ cho đến khi núi lửa phun trào trong Jurassic World Fallen Kingdom. Carnotaurus thể hiện một hành vi hung hãn trong cảnh này, tấn công con người và chống lại một con Sinociraptor cho đến khi nó bị T-Rex giết chết. DNA của Carnotaurus đã được sử dụng để tạo ra loài Indominus Rex-like. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài khủng long này. Các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 8. Ceratosaurus. Ceratosaurus là một loài khủng long có hình dáng kỳ quái với chiếc sừng đặc biệt trên mũi. Loài khủng long cỡ trung bình này chỉ xuất hiện trong phần phim duy nhất của loạt phim Công viên kỷ Jura. Trong phần 3, tiến sĩ Alan Brand và gia đình Kirby đã chạm trán một cá thể Ceratosaurus trên bờ sông khi đang tìm kiếm chiếc điện thoại vệ tinh cho phân của Spinosaurus. Họ sợ hãi khi nghĩ rằng con khủng long này sẽ tấn công họ, nhưng thay vào đó Ceratosaurus đã bỏ đi, có thể là do mùi phân của Spinosaurus. Số 9. Compsognathus. Compsognathus có biệt danh là Combi trong phim Công viên kỷ Jura. Con khủng long này ngoài đời thực có kích thước bằng con gà và chủ yếu săn các động vật nhỏ khác, nhưng phiên bản trong Công viên kỷ Jura là những con quái vật chết người. Săn mồi theo bầy và có thể tấn công những con mồi lớn. Lần xuất hiện đầu tiên của chúng là trong Jurassic World The Lost World, nơi một đàn khủng long nhỏ này tấn công một bé gái có tên là Kathy Bowman sau khi cô cho một trong số chúng ăn. Sau đó, một bầy Compsognathus đã tấn công District Stark, một thành viên của nhóm đi săn được cử đến Isla Sona và đã xử lý được anh ta thành công. Trong Công viên kỷ Jura phần 3, chúng đã được giới thiệu ngắn gọn trong cảnh Spinosaurus và T-Rex đang combat, nơi chúng là những con khủng long nhỏ hơn được nhìn thấy đang chạy trốn để tìm kiếm sự an toàn. Số 10. Corythosaurus. Corythosaurus là một loài khủng long mỏ vịt không phổ biến lắm trong loạt phim Công viên kỷ Jura. Nó chỉ xuất hiện một lần trên màn ảnh trong phần 3, nhưng đã có một vài đề cập ngắn gọn khác về loài khủng long này trong các phần phim trước. Trong Công viên kỷ Jura phần 3, người ta nhìn thấy một đàn Corythosaurus đang gặm cỏ cùng với một số cá thể Parasaurolophus. Việc chiêu chiêu vui vui của chúng bị gián đoạn bởi tiến sĩ Brent, Billy, Brennan, Amada và Paul Kirby. Điều này dẫn đến một vụ giẫm đạp khi những người họ chạy qua đàn khủng long này. Số 11. Dilophosaurus. Các nhà sản xuất phim Công viên kỷ Jura đã phải sửa đổi ngoại hình của nhiều loài khủng long trong phim. Dilophosaurus có lẽ là một trong những loài khủng long được biến đổi nhiều nhất. Phiên bản trên màn ảnh rộng không chỉ nhỏ hơn Dilophosaurus ngoài đời thực, mà còn có nhiều tính năng bổ sung hơn, bao gồm cả cái gì đó quạt quạt hai bên mặt của nó, tôi quên rồi. Cái đó nó có thể mở ra để đe dọa đối thủ. Dilophosaurus cũng có thể phun độc để làm kẻ tấn công bị bất động. Trong phần phim đầu tiên, Dilophosaurus đã giết chết Dennis Nedry, một trong những nhân vật phản diện chính của bộ phim bằng thứ độc này. Trong Jurassic World Dominion, ba cá thể Dilophosaurus cũng đã giết chết Lewis Dodson theo cách tương tự. Số 12. Pregnotus.
Mặc dù là một trong những loài khủng long lớn nhất từng sống, Rhynchocephalus bằng cách nào đó đã đứng ngoài loạt phim công viên kỷ Jura cho đến bộ phim gần đây nhất. Nó có một đoạn góp mặt ngắn trong phần mở đầu của Jurassic World Dominion trong một phân cảnh quay lại kỳ phân trắng. Ở phần sau của phim, loài khủng long này đang ở trong một hồ nước tại khu bảo tồn Biocene ở Ý. Nó là một trong những loài khủng long lớn nhất còn được bảo tồn tại đây. Số 13. Gallimimus. Gallimimus là một trong những loài khủng long nổi bật nhất trong công viên kỷ Jura. Nó đã xuất hiện trong tất cả các bộ phim ngoại trừ phần 3. Trong phần phim đầu tiên, một đàn khủng long giống chim này đã bị T-Rex truy đuổi và một trong số chúng đã bị giết. Trong Jurassic Park The Lost World, Gallimimus là một trong những loài khủng long bị thợ săn khủng long bắt giữ nhưng đã được giải thoát với những con khủng long khác vào ngày hôm sau. Mặc dù những lần xuất hiện đầu tiên của Gallimimus có kích thước gần giống với phiên bản đời thực hơn, nhưng những lần xuất hiện sau đó lại có những cá thể to lớn hơn các phiên bản trước. Gallimimus trong loạt phim này cũng có răng, nhưng khi ở ngoài đời thực thì lại không có. Số 14. Giganotosaurus. Giganotosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất, xếp trên Spinosaurus và nhỏ hơn một chút so với T-Rex. Giganotosaurus không có nhiều thời gian xuất hiện trên màn ảnh như loài bạo chúa Bắc Mỹ kia. Lần đầu tiên đề cập đến loài khủng long này là khi nói nó là một trong những loài khủng long có DNA được sử dụng để tạo ra Indominus Rex. Giganotosaurus cuối cùng cũng có được thời lượng xuất hiện rất được mong đợi trong Jurassic World Dominion, nơi nó được coi là loài khủng long phản diện chính thay cho T-Rex quen thuộc trong các phần phim trước. Giganotosaurus đã đối đầu với T-Rex ở cuối phim nhưng đã bị gã bảo chúa giết chết với sự giúp đỡ của Dinosaurus. Mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài khủng long này, các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 15. Iguanodon. Iguanodon là một loài khủng long ăn cỏ, cũng là một trong những loài khủng long phổ biến nhất trong những ngày đầu tiên nghiên cứu về khủng long. Nó là một trong ba loài khủng long đầu tiên được các nhà khoa học đặt tên. Tuy nhiên, Iguanodon không quá phổ biến trong vũ trụ phim công viên kỷ Jura. Loài động vật ăn cỏ này xuất hiện lần đầu tiên trong Jurassic World Dominion năm 2022. Nó lần đầu tiên được thể hiện trong một phân cảnh hồi tưởng khi một con Iguanodon đang gặm cỏ bị quấy rầy bởi Giganotosaurus và T-Rex. Ở phần sau của phim, người ta nhìn thấy một số cá thể đang gặm cỏ cùng với các loài khủng long ăn cỏ khác như Parasaurolophus và Triceratops trước khi chúng một lần nữa bị quấy rối bởi một vụ cháy rừng. Số 16. Mamenchisaurus. Mamenchisaurus là một loài khủng long sauropod lớn nổi tiếng với chiếc cổ cực kỳ dài. Trên thực tế, loài khủng long này có chiếc cổ dài nhất so với bất kỳ loài động vật nào, cả khi chúng còn sống và đã tuyệt chủng. Bốn cá thể Mamenchisaurus là một phần của nhóm khủng long nhân bản đầu tiên sống tại Isla Sona, trong phần đầu tiên của công viên kỷ Jura. Trong bối cảnh những con khủng long trên đảo bị thợ săn bắt giữ, người ta nhìn thấy hai cá thể Mamenchisaurus đang bước ra khỏi rừng. Một trong những thợ săn đã lái xe máy xuyên qua chân của loài khủng long này cho thấy kích thước khổng lồ của nó. Số 17. Microceratops. Microceratops là một loài khủng long Ceratopsian nhỏ sống ở châu Á trong thời kỳ kỷ phấn trắng. Theo như câu chuyện trong công viên kỷ Jura, loài khủng long này là một phần của loài khủng long nhân bản đầu tiên sống tại Isla Nublar. Tuy nhiên, Microceratops không được xuất hiện trong phần phim này. Sự xuất hiện chính thức đầu tiên của Microceratops là trong Jurassic World Dominion. Ít nhất 3 con khủng long này đã có mặt tại chợ đêm Amber Clavy ở Manta trong một cuộc đột kích của tình báo Pháp. Số 18. Moros. Trong khi hầu hết các loài khủng long trong công viên kỷ Jura thường được tăng kích thước để tạo hiệu ứng ấn tượng, thì Moros là một trong số ít loài khủng long có kích thước bị giảm đi. Phiên bản trên màn ảnh của loài khủng long ăn thịt Titanosaurus này đạt được miêu tả là một con khủng long nhỏ cỡ con vịt. Những con Moros ngoài đời thực dài ít nhất 1,2m và nặng tới 78kg. Moros được xuất hiện thoáng qua trong một cảnh hồi tưởng trong Jurassic World Dominion, nơi người ta nhìn thấy một con khủng long đang ăn xác của một con Giganotosaurus đã chết. Một cá thể khác được nhìn thấy tại phòng thí nghiệm môi trường sống đang được cho là chuột nhảy ăn. Phần phim cuối trong Jurassic World Dominion cho thấy Moros và một nhóm khủng long đang được một bé gái ở Washington DC cho ăn. Số 19. Nasutoceratops.
Nasutoceratops là một loài khủng long Ceratopsian lớn sống ở Bắc Mỹ trong kỷ phấn trắng. Con khủng long này đã có mặt trong các sự kiện của Jurassic World Fallen Kingdom, nhưng không được xuất hiện trong những diễn biến chính của phim này. Sự xuất hiện thực sự đầu tiên của Nasutoceratops là trong phim Jurassic World Dominion. Trong phim một đàn khủng long Nasutoceratops và các loài khủng long Ceratopsian khác đang được nuôi dưỡng trong một trang trại chăn nuôi, hai con Nasutoceratops đã bị một nhóm các nhà hoạt động đánh cắp khỏi cơ sở và được giao cho Cục Động vật Hoang dã cùng với một thông tin ẩn danh tiết lộ cơ sở chăn nuôi. Số 20. Oviraptor. Mặc dù là một trong những loài khủng long phổ biến hơn trong thế giới thực, nhưng Oviraptor lại có thời lượng xuất hiện hạn chế trong các phim công viên kỷ Jura. Một cảnh mở đầu của Jurassic World Dominion bày tỏ lòng kính trọng, với danh tiếng được xem là khá quen ức khi là một loài ăn chậm trứng của Oviraptor. Mặc dù điều này đã bị khoa học bác bỏ, trong một phân cảnh hồi tưởng về kỷ phấn trắng, người ta đã nhìn thấy Oviraptor đang đột kích vào tổ của một con khủng long khác và ăn trộm một quả trứng trước khi nó bị một con khủng long khác đánh lạc hướng. Ở phần sau của phim, Oviraptor được thể hiện là một trong những loài khủng long ở chợ Amber Clavy đang chiến đấu. Con khủng long này đã đọ sức với một con Lichosaurus. Mặc dù bị loài Synapsid cắt đầu ngay từ đầu trận chiến, nhưng Oviraptor vẫn đứng dậy và được nhìn thấy đang chạy qua hố mà không có đầu. Số 21. Bachycephalosaurus. Bachycephalosaurus là một trong những thành viên lớn nhất và dễ nhận biết nhất của họ khủng long đầu màu. Nó đã có mặt trong vũ trụ Jurassic World kể từ khi bắt đầu. Nó cũng là một trong những con khủng long được nhân bản trong phần phim đầu tiên, nhưng không được chiếu trên màn ảnh trong suốt loạt phim. Trong Jurassic Park The Lost World, một con Bachycephalosaurus bị thợ săn trên đảo Isla Sorna bắt được và được trưởng nhóm săn đặc biệt danh là Priatuck, vì những người họ không thể phát âm được tên của loài khủng long này. Priatuck cũng đã trốn thoát và nghiền nát chân của một trong những người đàn ông trong cuộc giằng co sau đó. Bachycephalosaurus xuất hiện trở lại trong Jurassic World. Chúng nằm trong số những con khủng long được trưng bày tại Bucky Arena, nơi du khách có thể xem những trận đối đầu nổi tiếng của chúng. Bachycephalosaurus cũng được nhắc đến trong Jurassic World Fallen Kingdom với tư cách là một trong những loài khủng long hoang dã trên Isla Nublar nhưng không được xuất hiện trên màn ảnh. Và mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài khủng long này. Các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 22. Parasaurolophus. Parasaurolophus là một trong những loài khủng long nổi tiếng nhất trong loạt phim công viên kỷ Jura, xuất hiện trong cả 6 phần phim. Loài khủng long ăn cỏ này nổi tiếng với chiếc mào đầu giống ống đỡ. Đây là đặc điểm đáng chú ý nhất của nó. Parasaurolophus là một trong những loài khủng long đặc trưng tại công viên kỷ Jura, nguyên bản trong phần phim đầu tiên. Trong phần phim tiếp theo năm 1997, nó nằm trong số những loài khủng long bị thợ săn khủng long bắt giữ ở Isla Sorna. Parasaurolophus là một trong những điểm thu hút tại thung lũng Gyrosphere. Chúng cũng đã có mặt trong chuyến du hành về kỷ phấn trắng và vườn thú cưng tại Gensoryan. Trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom, nhiều cá thể Parasaurolophus đã chết trong vụ phun trào núi lửa vì môi trường sống của chúng gần chân núi Sibo. Một số con trong số chúng đã được giải cứu và đưa đến trang viên Lockwood để bán đấu giá. Parasaurolophus cũng là một trong những loài khủng long đáng chú ý nhất trong Jurassic World Dominion. Chúng xuất hiện trong nhiều cảnh phim. Số 23. Byroraptor. Byroraptor là một trong những phần bổ sung mới cho vũ trụ công viên kỷ Jura, chỉ xuất hiện trong phần phim gần đây nhất là Jurassic World Dominion vào năm 2022. Nó xuất hiện trong một bối cảnh chính trong phim và sự xuất hiện của nó trong phim khá giống với phiên bản đời thực. Byroraptor là loài khủng long duy nhất trong loạt phim được mô tả với bộ lông đầy đủ, một sự lựa chọn thiết kế khiến nó giống với phiên bản đời thực hơn nhiều so với những loài khủng long khác. Trong phim, con khủng long này đã đuổi theo Owen Brady và Kayla Watts trong lớp băng mỏng sau khi chúng hạ cánh xuống khu bảo tồn Biosyn. Cảnh rượt đuổi đã thể hiện tốc độ và khả năng bơi lội ấn tượng của loài khủng long này. Số 24. Sinoceratops. Mặc dù có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học với tư cách là loài khủng long Ceratopsis duy nhất ở châu Á, Sinoceratops không được công chúng biết đến nhiều vì chúng chỉ xuất hiện trong hai bộ phim công viên kỷ Jura gần đây nhất, trong vụ phun trào núi lửa tại núi Sibo, trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom. Một con Sinoceratops được cho là đang liếm mặt Owen Brady trước khi núi lửa phun trào. Một số cá thể cũng có mặt trong vụ giẫm đạp khi núi lửa phun trào.
Một con Sinoceratops cũng bị Carnotaurus tấn công nhưng đã có thể chống lại và trốn thoát cùng với bầy đàn đang bị giẫm đạp. Trong phần phim Jurassic World Dominion, Sinoceratops là một trong những con khủng long được nuôi dưỡng tại cơ sở chăn nuôi Ceratopsian bất hợp pháp. Một số con trong số chúng đã được vận chuyển đến khu bảo tồn Biosyn và nằm trong số những loài khủng long được nhìn thấy đã trốn thoát trong vụ cháy rừng nổi tiếng. Số 25. Spinosaurus. Spinosaurus là một trong những loài theropod lớn nhất. Con khủng long này có một cánh bồm khổng lồ trên lưng. Đây là đặc điểm dễ nhận biết nhất của nó. Phiên bản trên màn ảnh của loài khủng long này trong phim Công viên Kỷ Jura cũng giữ lại được những đặc điểm này. Mặc dù là một trong những loài khủng long được các nhà khoa học nhân bản trên Isla Sona, Spinosaurus đã không xuất hiện trên màn ảnh trong loạt phim Jurassic World cho đến khi phần 3 được ra mắt. Con khủng long này đóng vai trò quan trọng trong bộ phim này, đặc biệt là trong cảnh giải cứu Eric Kirby, nơi nó giết chết một số lính đánh thuê được gia đình Kirby thuê. Những người họ chỉ có thể trốn thoát sau khi Spinosaurus bị T-Rex đánh lạc hướng. Hai con khủng long đấu tay đôi một lúc, nhưng con Spinosaurus lớn hơn đã giành chiến thắng. Spinosaurus đã được nhắc đến một vài lần trong Jurassic World nhưng không được xuất hiện trên màn ảnh. Không ngoại lệ khi mình cũng đã có một video phân tích riêng về loài khủng long này, các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 26. Stegosaurus. Stegosaurus là một trong những loài khủng long dễ phân biệt nhất trong loạt phim Công viên Kỷ Jura nhờ những chiếc diềm khổng lồ trên lưng với chiếc đuôi giống như gai nhọn. Trong phần phim năm 1997, một nhóm nghiên cứu đã chụp ảnh khủng long trên Isla Sona đã chạm trán với gia đình Stegosaurus nhỏ. Tiếng ồn từ một chiếc máy ảnh của họ đã khiến những con khủng long này sợ hãi, dẫn đến một cuộc giao tranh. Đàn Stegosaurus được giới thiệu ngắn gọn trong một số cảnh khác của bộ phim này. Trong Jurassic World, Stegosaurus là một trong những loài khủng long được trưng bày tại thung lũng Gyrosphere. Tương tự như Spinosaurus thì mình cũng đã có một số phân tích riêng về loài khủng long này, các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 27. Stegimoloch. Stegimoloch là họ hàng gần của Bachycephalosaurus. Cả hai loài khủng long này đều có ngoại hình giống nhau, nhưng Stegimoloch nhỏ hơn và có gai trên hộp sọ hình vòm. Trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom, Stegimoloch có thể đã sống cùng với Bachycephalosaurus tại đấu trường Bakki. Con khủng long này đã có một vai trò quan trọng sau này trong phim. Trong cuộc đấu giá tại Clockwood, một trong những con Stegimoloch tên là Stegi đã trốn thoát khỏi lồng của nó. Cuộc trốn thoát của khủng long này đã dẫn đến hàng loạt sự kiện gián đoạn trong cuộc đấu giá. Trong Jurassic World Dominion có đề cập đến các cá thể Stegimoloch bị những kẻ săn trộm bắt và khai thác. Chợ đen Manta có ít nhất một cá thể bị giam cầm ở đó. Số 28. Dryzinosaurus. Dryzinosaurus là loài khủng long chân thú có móng vuốt khổng lồ sống ở châu Á vào cuối kỷ phân trắng. Loài khủng long này được nhắc đến lần đầu tiên trong Jurassic World với tư cách là một trong những loài khủng long có DNA được sử dụng để tạo ra loài Indominus Rex khét tiếng. Dryzinosaurus cuối cùng đã xuất hiện trên màn ảnh trong Jurassic World Dominion. Con khủng long rình đập và suýt giết chết Clary Daring, người đã trốn thoát bằng cách bò xuống ao. Ở phần sau của phim, Dryzinosaurus hợp tác với Rizzi, T-Rex để chiến đấu với Giganotosaurus lớn hơn nhiều. Rizzi cuối cùng đã đâm Giganotosaurus vào móng vuốt của Dryzinosaurus để giết chết nó. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về móng vuốt của Dryzinosaurus thì có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 29. Triceratops. Loại khủng long Ceratopsian ba sừng này là một trong những ngôi sao hàng đầu của công viên Kỷ Jura. Nó đã được giới thiệu trong tất cả 6 bộ phim của loạt phim này. Trong phim, chúng được miêu tả là loài động vật ăn cỏ hiền lành, hòa đồng và chỉ tỏ ra hung dữ khi bị đe dọa. Trong loạt phim thì Triceratops tương tự như phiên bản đời thực với một vài điểm khác biệt nhỏ, chẳng hạn như có chân voi hay vì bàn chân có móng vuốt. Trong bộ phim đầu tiên, Triceratops là nhân vật chính trong cốt truyện. Tiến sĩ Alan Brand ở lại công viên để chăm sóc cho một con Triceratops bị bệnh và tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho nó. Một đàn Triceratops hung hãn đã xuất hiện trong phần tiếp theo vào năm 1997 và một đàn Triceratops nhỏ khác đã được nhìn thấy thoáng qua trong công viên Kỷ Jura phần 3. Những con khủng long có sừng là một phần của triển lãm tại Jurassic World với một phần của công viên được đặt theo tên của chúng.
Trong phần tiếp theo, một số con Triceratops được nhìn thấy đang chạy trốn khỏi núi lửa Sibo, đang phun trào và một trong số chúng đã được giải cứu. Trong phần phim vào năm 2022, Triceratops nằm trong số những loài khủng long tại trang trại chăn nuôi Ceratopsian bất hợp pháp. Mình cũng đã có một video phân tích riêng khá dài về loài tam giác lông này. Bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 30. Tyrannosaurus Rex. Vị vua của vũ trụ công viên kỷ Jura, Tyrannosaurus Rex hay còn được biết đến với cái tên khá phổ biến hơn là T-Rex. Nó đã được coi là nhân vật phản diện chính trong hầu hết các bộ phim công viên kỷ Jura mà nó xuất hiện. Trên thực tế, máu của nó được InGen sử dụng để nhân bản tất cả các loài khủng long trong công viên kỷ Jura, là từ một con muỗi ăn xác của một con khủng long bạo chúa ở kỷ phân trắng. Một con bạo chúa T-Rex dài 12m xuất hiện trong phần phim đầu tiên, cùng một loài khác xuất hiện trong cả 3 phần phim Jurassic World và được người hâm mộ đặt cho biệt danh là Racy. T-Rex đã đối đầu với nhiều loài khủng long, chúng ta có thể kể đến trong The Big One trong phần phim công viên kỷ Jura đầu tiên, Spinosaurus trong phần 3, Carnotaurus trong phần phim Jurassic World Fallen Kingdom và Giganotosaurus trong Jurassic World Dominion. Ngoài Racy, các loài khủng long bạo chúa khác từng xuất hiện trong phim bao gồm Buck, Dewey, Junior và một con được giấu tên từ công viên kỷ Jura phần 3. Mình cũng đã có một video điểm qua 10 sự thật thú vị về T-Rex. Vẫn câu nói cũ, các bạn có thể tìm lại trên kênh hoặc click vào phần đề xuất hiển thị ở góc phải màn hình nhé. Số 31. Velociraptor. Mặc dù ít phổ biến hơn so với T-Rex, nhưng Velociraptor là một loài khủng long khác đã cố gắng giữ được vị trí của mình trong vũ trụ công viên kỷ Jura. Đây là một trong những nhân vật phản diện của phần phim đầu tiên và đã tiếp tục góp mặt nổi bật trong cả 6 bộ phim thuộc loạt phim này. Velociraptor ở công viên kỷ Jura thường được miêu tả là một thợ săn bầy đàn thông minh. Phiên bản trên màn ảnh lớn hơn đáng kể so với Velociraptor ngoài đời thực. Trên thực tế, Velociraptor ở công viên kỷ Jura dựa trên kích thước của Deinonychus lớn hơn như được đặt tên là Velociraptor, vì cái tên này có hiệu ứng kịch tính tốt hơn. Trong khi Velociraptor thường được miêu tả với những đặc điểm của loài bò sát, những khám phá khoa học kể từ khi bộ phim đầu tiên ra mắt cho thấy giống khủng long này có thể có lông vũ. Các phần phim tiếp theo trong loạt phim đã bỏ qua thực tế này và bám sát thiết kế ban đầu. Một con Velociraptor The Blue đã xuất hiện trong cả 3 bộ phim Jurassic World. Kế đến, chúng ta sẽ đến với những loài khủng long hư cấu. Trong loạt phim công viên kỷ Jura, các nhà khoa học đã tạo ra 2 loài khủng long lai bằng cách kết hợp DNA từ các cá thể khác nhau. Những loài khủng long này hoàn toàn không xuất hiện ngoài đời thực. Chúng cho thấy những đặc điểm khác nhau được thấy ở những loài khủng long khác có DNA được sử dụng để tạo ra chúng. Số 1. Indominus Rex. Indominus Rex là một loài khủng long phản diện trong bộ phim Jurassic World năm 2015. Indominus Rex được tạo ra bằng cách sử dụng DNA của T-Rex làm bộ gen cơ sở. Điều này đã tạo cho loài này một lực cắn mạnh, có thể nghiền nát kính chống đạn. Nó cũng có DNA của Velociraptor khiến nó trở nên thông minh, trong khi DNA của Giganotosaurus được thêm vào để tăng kích thước. DNA của loài khủng long Abelisaurus như Quickmesaurus, Via Vinader, Carnotaurus và Machungasaurus cũng được thêm vào để tăng cường sức chống chịu của nó. DNA của Deinosuchus và Dracinosaurus cũng được sử dụng để tạo ra hàm răng và móng vuốt đáng gờm cho Indominus Rex. Những loài tạo ra Indominus Rex cũng bao gồm DNA từ các loài động vật hiện đại như mực nang, ếch cây và rắn lục. Indominus có thể nhìn thấy được tia hồng ngoại, thay đổi màu sắc để ngụy trang và loại bỏ dấu hiệu nhiệt để không bị phát hiện. Sau khi trốn thoát và nổi cơn thịnh nộ kéo dài, Indominus cuối cùng đã bị Blue và Racy giết chết. Số 2. Indoraptor. Indoraptor là một loài khủng long lai đóng vai trò là nhân vật phản diện trong Jurassic World Fallen Kingdom. Loài khủng long này được tạo ra bằng cách kết hợp các đặc điểm của Indominus Rex và Velociraptor. Đó là một trong những đặc điểm nổi bật chính tại cuộc đấu giá tại trang viên Lockwood, nơi nó được quảng cáo là sinh vật của tương lai được tạo ra từ những mảnh ghép của quá khứ. Sau khi cuộc đấu giá thất bại, Indoraptor nổi cơn thịnh nộ, giết chết nhiều người. Cuối cùng, nó bị Blue giết chết sau một thời gian dài giằng co. Kế đến, chúng ta sẽ đến với các loài Synapsis. Trong khi khủng long là ngôi sao chính của vũ trụ công viên kỷ Jura, thì loạt phim này còn có một số loài sinh vật khác thời tiền sử. Các loài Synapsis là một số những loài sinh vật thời tiền sử xuất hiện ít nhất 2 lần trong loạt phim công viên kỷ Jura gần đây.
Những họ hàng động vật có vú này có trước khủng long, sống trong kỷ Berby và những năm đầu của kỷ nguyên Mesozoic. Plesiosaurus. Plesiosaurus là một loài ăn cỏ tồn tại trước cả thời kỳ khủng long. Nó sống trong kỷ Berby và là một trong số ít loài Therapsid sống sót sau sự kiện tuyệt chủng kỷ Berby, kỷ Trias, cho đến khoảng 250 triệu năm trước. Plesiosaurus xuất hiện lần đầu trong Jurassic World Dominion năm 2022. Đó là một trong nhiều loài động vật có ở chợ đen Amberclavy. Plesiosaurus, có tên là Leonard, đã chiến đấu với một con Oviraptor, kẻ mà nó dễ dàng chặt đầu. Plesiosaurus cũng được đọ sức với một con Carnotaurus vừa trưởng thành, nhưng hai con vật này đã không chiến đấu trước khi khu chợ bị đột kích. Sau đó, Leonard tấn công vào cánh tay của lính đánh thuê Biozin Randy Lacour và giữ anh ta lại trong khi anh ta đang bị Owen Brady thẩm vấn. Dimetrodon. Dimetrodon là một trong những loài động vật tiền sử, thường được hiểu nhầm là khủng long. Điều này là do dáng đứng của loài bò sát và cánh bườm khổng lồ trên lưng, giống với cánh bườm của một số loài khủng long khác như Spinosaurus. Dimetrodon là một loài Pelycosaur. Đây là một nhóm Synapsis thống trị kỷ Burmy, rất lâu trước khi khủng long tiến hóa. Dimetrodon lần đầu tiên xuất hiện trong loạt phim công viên kỷ Jura là ở phần Jurassic World Fallen Kingdom, nơi một bức tượng của chúng được trưng bày trong trang viên Clockwood. Trong Jurassic World Dominion, một số cá thể Dimetrodon được nhìn thấy đang tấn công một số con người ở mỏ Amber. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các loài thằn lằn bay. Thằn lằn bay là bò sát biết bay cùng thời với khủng long và có thể đã tương tác với chúng theo một cách nào đó từ thời Mesozoic. Một số chúng đã được xuất hiện trong các bộ phim công viên kỷ Jura, bao gồm Dimorphodon, Pteranodon và Quetzalcoatlus. Đầu tiên là Dimorphodon. Dimorphodon là một trong những loài bò sát bay sống ở miền nam nước Anh trong thời kỳ kỷ Jura. Mặc dù được cho là một trong những điểm thu hút của công viên kỷ Jura ban đầu, nhưng loài này vẫn chưa phát triển đầy đủ vào thời điểm công viên mở cửa. Dimorphodon xuất hiện lần đầu tiên trong Jurassic World. Chúng sống cùng với các loài bò sát bay khác tại apiary của công viên. Dimorphodon trong công viên kỷ Jura lớn hơn phiên bản đời thực một chút và có thể bay tốt hơn. Khi Indominus Rex phá hủy chuồng trong một cơn thịnh nộ, Dimorphodon và các loài thằn lằn bay khác đã trốn thoát và tấn công người dân trong công viên. Dimorphodon là một trong những loài vật bị nuôi làm thú cưng bất hợp pháp tại chợ đêm Amberclavy trong Jurassic World Dominion. Pteranodon. Pteranodon là một trong những loài bò sát bay lớn nhất từng tồn tại với sải cánh lớn như một chiếc xe buýt chở học sinh. Nó cũng là một trong những loài thằn lằn bay nổi tiếng nhất, với 1.200 hóa thạch được tìm thấy cho đến nay. Điều này cho thấy loài thằn lằn bay này khá phong phú trong thời kỳ kỷ phấn trắng. Pteranodon đã xuất hiện trong tất cả các bộ phim công viên kỷ Jura kể từ năm 1997. Pteranodon là loài bò sát bay lớn đã tóm lấy Eric Kirby và thả anh ta vào tổ của nó. Pteranodon cũng sống cùng với các loài bò sát bay khác tại apiary trong Jurassic World. Những con thằn lằn bay này đã trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của Indominus Rex và tấn công một nhóm người trên trực thăng. Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus được coi là loài động vật bay lớn nhất từng sống. Tuy nhiên, không giống như một số họ hàng, loài thằn lằn bay này không xuất hiện trên màn ảnh rộng cho đến bộ phim mới nhất trong loạt phim Jurassic World. Trong một cảnh hồi tưởng trong Jurassic World Dominion, bốn cá thể Quetzalcoatlus được nhìn thấy đang xua đuổi con Pteranodon nhỏ hơn khỏi xác khủng long mà nó đang nhặt. Sau đó, người ta phát hiện một cá thể Quetzalcoatlus và bạn tình của nó đang làm tổ trên đỉnh của trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Quetzalcoatlus cũng tấn công một nhóm người bay trên máy bay tại khu bảo tồn Biozin sau khi hệ thống radar trên không ADS của khu bảo tồn nhằm ngăn chặn những con thằn lằn bay bị vô hiệu hóa. Cuối cùng là loài bò sát biển. Các loài bò sát biển không xuất hiện nhiều trong các bộ phim công viên kỷ Jura. Cho đến nay chỉ có một chi Mosasaurus được giới thiệu, nhưng nó đã xuất hiện trong nhiều bộ phim trong nhiều franchise khác. Mosasaurus. Mặc dù không phải là một trong những loài sinh vật xuất hiện thường xuyên trong công viên kỷ Jura ban đầu, nhưng Mosasaurus là một trong những điểm thu hút chính của công viên Jurassic World mới được khai trương. Nó được nuôi trong một môi trường hồ có dung tích 3 triệu gallon, được gọi là đầm phá thế giới kỷ Jura. Du khách đến công viên được xem Mosasaurus được cho cá mập ăn. Màn cho Mosasaurus ăn là một trong những cảnh mang tính biểu tượng nhất của bộ phim. Cuối phim Indominus Rex, khét tiếng cuối cùng cũng bị Mosasaurus bắt và kéo xuống đầm.
Trong phần phim tiếp theo, Mosasaurus tương tự lại xuất hiện khi lính đánh thuê cố gắng lấy lại một phần còn lại của Indominus Rex từ đầm phá. Loài bò sát này sau đó đã trốn thoát về tự nhiên và được nhìn thấy trong Jurassic World Dominion đang săn cá mập cùng với một số loại cá voi sát thủ. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng điểm qua tất cả các loài sinh vật tiền sử từng xuất hiện trên phim, cụ thể hơn là vũ trụ Jurassic, bao gồm cả khủng long, các loài Synapsis, giật long hay thương long. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ thành quả lao động của các anh chị em chúng mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.